Xin chào tất cả các mẹ. Hôm nay tôi xin được gặp lại các mẹ trong chương trình Hãy để Kip Raja giúp bạn. Trong giai đoạn từ 6 tháng tuổi, lúc này bé bắt đầu chuyển sang giai đoạn tập ăn dặm, thì các mẹ cần bổ sung cho bé các dưỡng chất cần thiết để bé phát triển chiều cao và nâng cao sức đề kháng. Sữa bột Physiolac số 2 dành cho các bé từ 6 đến 12 tháng tuổi được nhập khẩu nguyên lon từ Pháp. Với hệ dưỡng chất gần giống như sữa mẹ, giúp bé có thể bú bình mà vẫn không quên bú mẹ. Sữa bột Physiolac số 2 sẽ giúp bé dễ dàng hấp thu các chất dinh dưỡng, cải thiện hệ tiêu hóa và tăng cường chiều cao cho bé nhờ các thành phần dinh dưỡng có trong sữa như vitamin A, canxi và các khoáng chất cần thiết. Các bé được nuôi dưỡng bằng sữa Physiolac số 2 sẽ giúp các bé có thị lực và trí não phát triển một cách toàn diện. Sau đây tôi xin hướng dẫn các mẹ cách pha sữa Physiolac số 2. Để tiến hành pha sữa cho bé, các mẹ cần chuẩn bị một hộp sữa Physiolac số 2, một bình pha sữa, một cốc pha sữa và một thìa pha sữa. Lưu ý trước khi pha sữa cho bé, các mẹ nên rửa tay bằng sạch bằng xà phòng và tiệt trùng các dụng cụ pha sữa cho bé bằng cách ngâm qua nước nóng khoảng 70 độ từ 3 đến 5 phút, hoặc các mẹ có thể sử dụng các máy tiệt trùng bình sữa chuyên dụng. Các mẹ nên tham khảo cách pha sữa cho bé theo các chuyên gia khuyên dùng được in trên nắp vỏ hộp. Đây. Đối với các bé từ 6 đến 10 tháng thì các mẹ nên pha cho bé 7 muỗng gạt sữa pha với 210ml nước và cho bé uống 3 lần trên một ngày. Đối với các bé từ 10 đến 12 tháng tuổi, các mẹ pha cho bé với 8 muỗng gạt sữa pha với 240ml nước và cho bé uống 2 lần trên một ngày. Lưu ý trước khi pha sữa cho bé thì các mẹ nên sử dụng muỗng gạt có đi kèm theo với hộp sữa để đảm bảo đủ lượng chất dinh dưỡng cung cấp dành cho bé. Đối với nước để pha sữa cho bé thì các mẹ nên đun sôi khoảng 5 phút và để nguội ở nhiệt độ 40 độ C. Sau khi đã chuẩn bị xong các nguyên liệu sữa với lượng sữa cần thiết và đựng nước để pha sữa cho bé thì các mẹ sẽ tiến hành đi vào cách pha sữa cho bé. Các mẹ sẽ cho nguyên liệu sữa và nước cần thiết vào trong dụng cụ pha sữa cho bé, sau đó quấy tan để cho sữa tan hết, hoặc các mẹ có thể lắc nhẹ khi sữa tan hết và được bột hỗn hợp sánh mịn thì các mẹ đã hoàn thành việc pha sữa cho bé. Một lưu ý nữa là sau khi pha sữa cho bé xong, các mẹ nên kiểm tra nhiệt độ của sữa bằng cách nhỏ 1 đến 2 giọt sữa vào cổ tay để kiểm tra nhiệt độ của sữa sao cho phù hợp với bé, tránh gây làm bỏng bé. Trên đây tôi đã hướng dẫn các mẹ cách pha sữa bột Physiolac số 2. Mọi chi tiết thắc mắc các mẹ có thể truy cập vào website kidbraza.vn hoặc gọi theo số hotline 1900 6090 để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp một cách tốt nhất. Kidbraza xin cảm ơn.